Thưa quý vị, vào tối qua 28 tháng 11, trong lúc đào móng thi công trụ sở công ty truyền tải điện 1 phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, các công nhân phát hiện một quả bom lớn dưới lòng đất có trọng lượng lên tới 340 kg. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng bảo vệ để hiện trường, kiểm soát việc đi lại của người dân. Và thưa quý vị, trong sáng nay, phóng viên Chào Buổi Tối đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin xung quanh vụ việc này. Theo thông tin ban đầu, đây là một quả bom có sức công phá lớn nên cần phải có những phương án xử lý và sớm nhất là trong 2 ngày tới. Ghi nhận của phóng viên Chào Buổi Tối, công tác đảm bảo an ninh tại khu vực hiện trường phát hiện quả bom được thắt chặt. Lực lượng chức năng đã dùng rào thép di động chắn hai đầu phố cửa Bắc với chiều dài 100m. Tại công trình phát hiện bom cũng được rào chắn thêm một lớp hàng rào bảo vệ ngăn người dân qua lại. Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đơn vị đã cử cán bộ bảo vệ và phong tỏa khu vực nơi phát hiện quả bom. Tuy nhiên, phương án xử lý di rời vẫn chưa được thông qua. Dự kiến phải đến thứ ba hoặc thứ tư mới triển khai được phương án di rời. Theo thông tin ban đầu, quả bom được phát hiện có trọng lượng lên tới 340 kg, đường kính 35 cm, dài hơn 100 cm và nằm sâu 2m dưới nền móng trụ sở công ty truyền tải điện 1. Theo quan sát của phóng viên Chào Buổi Tối, một số hàng quán gần khu vực hiện trường đã đồng loạt đóng cửa, dừng hoạt động. Nhiều người dân mong muốn lực lượng chức năng sớm di chuyển quả bom đến nơi an toàn để họ có thể trở lại cuộc sống bình thường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình xác nhận với báo chí, Bộ Tư lệnh Thủ đô thông tin khả năng bom lớn nên sẽ thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng xử lý. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, sau đó sẽ xác định quy trình xử lý và di chuyển quả bom này. Vâng, và trước đó vào cuối tháng 6, Hà Nội từng phát hiện quả bom dài 1,6 mét dưới sông Hồng, đoạn qua quận Long Biên. Sau 4 ngày, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã cử 15 cán bộ chiến sĩ trục vớt an toàn. Trong chiến tranh chống Mỹ, đặc biệt là các ngày từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 12 năm 1972, Hà Nội hứng chịu khoảng 36.000 tấn bom. Sau 4 năm có hiệu lực, quy định ô tô dưới 9 chỗ phải lắp bình cứu hỏa sẽ được bãi bỏ kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2021. Đây là nội dung vừa được đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn, Bộ Công an thông tin. Quy định bắt buộc ô tô từ 4 chỗ ngồi trở lên phải trang bị bình cứu hỏa được chính phủ ban hành từ năm 2014. Bộ Công an sau đó hướng dẫn chi tiết quy định các loại xe từ 4 chỗ trở lên phải trang bị một bình bột loại dưới 4 kg, bình bọt loại dưới 5 lít hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít, bình khí CO2 loại dưới 4 kg. Mục đích của quy định này là giúp cho người dân nhận thức và tự trang bị để phòng tránh tổn thất lớn khi cháy nổ. Tuy nhiên, quy định này lập tức gây tranh cãi suốt từ khi ban hành vào năm 2015 cho đến nay, nhất là tính ứng dụng của các trang bị phòng cháy chữa cháy không cao và còn tạo ra nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người sử dụng phương tiện. Cho đến nay, Nghị định 136/2020 không bắt buộc ô tô 4 chỗ ngồi đến 9 chỗ ngồi phải trang bị bình cứu hỏa. Còn các phương tiện trên 9 chỗ ngồi vẫn phải lắp bình cứu hỏa, phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất và đặc điểm hoạt động. Không phải là một cảnh trong phim hành động hay một tiết mục ở rạp xiếc. Đây là phương thức di chuyển chủ yếu của người dân ở xã Đắc Nông và Đắc An, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, mỗi khi vượt sông Poco những ngày cuối tháng 11 năm 2020. Cơn bão số 9 vừa qua đã đánh sập hai cây cầu treo bắc qua sông, cái khó ló cái liều. Hơn một tháng qua, để thuận tiện cho việc đi lại, người dân đã góp tiền làm cáp treo để đu qua sông. Cáp treo ở thôn Nông Nội, xã Đắc Nông, nối với xã Đắc An dài khoảng 200 mét, trụ gỗ đặt ở hai bên bờ sông Poco, dây cáp được cố định hai đầu. Mỗi lần di chuyển qua lại, người dân treo dòng dọc lên dây cáp rồi đu người vượt sông. Những bao hàng nông sản cũng được chất lên cáp để kéo qua bờ bên kia. Những khuyên cáo của chính quyền địa phương dường như không có nhiều tác dụng với những người dân nơi đây. Họ vẫn đi lại, vận chuyển nông sản bằng cáp treo tự phát này, vì nếu đi con đường thuận tiện xa hơn 20 km. Theo người dân ở đây, đã có không ít trường hợp dòng dọc bị kẹt ngay giữa dòng sông, bà con phải cứu nhau qua lại. Nhà em ở Đắc Dạng 1, Đắc An, Ngọc Hồi, ở bên kia sông này. Dạ. Nhà em có 3 người con, một đứa 6 tuổi với một đứa 3 tuổi với một đứa 1 tuổi rưỡi. Giờ tôi mất cầu treo thì phải ở bên nhà ông bà nội, gửi ông bà nội để 3 đứa đi học. Cái cạp này bữa hôm người ta đi qua thì nó bị trùng á, nhiều khi không qua nổi phải kẹo vào đấy. Thì tối cầu treo là bọn em phải làm một cái cạp treo này là đi qua rất là nguy hiểm. Nhất là trẻ nhỏ bọn em cũng dám đi qua luôn ấy.
sợ nó đứt cáp ấy. Rào rọc làm lúc thì rào rọc bị kẹt này kia thì cũng khó khăn, là bị kẹt ngay dòng sông hoặc là kia thì bà con thì phải cứu nhau để qua lại thôi. Phụ nữ thì thậm chí cổng các con đi cũng rất là nguy hiểm, thì con nhỏ bỏ ở nhà thì không có ai trông thì phải mang đi, thì đàn ông thì phải đu cho phụ nữ qua lại, phụ nữ đi là không dám đi đâu. Bây giờ bà con cũng đang chờ để nhà nước làm lại cái cầu để bà con đi qua lại an toàn. Để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người dân khi đi canh gác, Ủy ban Nhân dân huyện đã báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh có kế hoạch bố trí nguồn vốn xây dựng lại cây cầu. Tàu Minh Nam 07, số hiệu 3WBB, trọng tải 950 tấn của thành phố Hải Phòng mắc cạn tại vùng biển cửa khẩu xã Kỳ Ninh vào ngày 10 tháng 10. Tàu bị nghiêng qua phải khoảng 15 độ và mắc cạn tại tọa độ 18 độ 11,891 phút độ Vĩ Bắc, 106 độ 16,439 phút Kinh Đông, cách bờ khoảng 200 mét. Sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với 3 đơn vị chức năng và chính quyền địa phương tiến hành giải cứu các thuyền viên trên tàu. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng, con tàu này vẫn chưa được lái rát ra khỏi vùng biển cửa khẩu xã Kỳ Ninh, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào khai thác, đánh bắt thủy hải sản của bà con ngư dân, các xã Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Trinh hay Kỳ Lợi. Được biết, đây là vùng cửa biển của xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, là nơi có hàng trăm tàu thuyền của bà con ngư dân địa phương và ngư dân khai thác đánh bắt thủy hải sản ven biển ra vào mỗi ngày. Do đó, việc tàu Minh Nam 07 mắc cạn nhiều tháng qua, không được lai rắt, di chuyển sẽ gây khó khăn cho tàu thuyền đánh bắt cá của bà con ngư dân. Xin được chuyển sang một số chia sẻ về câu chuyện dân sinh đáng chú ý khác. Những đợt mưa lũ thiên tai lịch sử vừa qua đã làm hàng chục hecta rừng phi lao ven biển từ bao đời nay được xem như là lá chắn xanh bảo vệ cuộc sống và sản xuất cho người dân vùng biển Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị gãy đổ, tan hoang. Một vùng chắn đệm tốt và nay trở nên sắc sơ khiến cho người dân gắn liền với đây không khỏi xót xa. Rừng bị tàn phá không chỉ lo thiên tai mà thời gian gần đây cánh rừng Bạch Tùng trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cũng bị con người chặt phá không thương tiếc. Liên quan đến việc này thì hiện lực lượng chức năng đã khoanh vùng và xác định được 6 đối tượng tình nghi khai thác rừng Bạch Tùng trái pháp luật. Công an huyện Lâm Hà đã tiếp tục phối hợp với hạt kiểm lâm của huyện Lâm Hà để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án. Một điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường đó là thời gian qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Một trong các hoạt động hiệu quả được thực hiện đó là mô hình thu gom rác thải từ vỏ chai, lọ, bao bì, thuốc bảo vệ thực vật. Để hiểu rõ hơn, kính mời quý vị cùng xem phần tổng hợp ngay sau đây. Có mặt tại những cánh rừng phi lao ven biển ở xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, chứng kiến cả cánh rừng kéo nhiều km, tan hoang, sơ xác. Hàng ngàn cây phi lao với đủ kích thước, gãy đổ, ngã rạp. Nhiều cây bật trơ gốc nằm ngổn ngang trên bờ biển. Những cây may mắn sống sót cũng đang trong tình trạng thoi thóp, xác xơ, héo úa dần. Hàng chục năm nay, những cánh rừng phi lao phòng hộ ven biển có ý nghĩa cực kỳ to lớn trong công tác phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu, giúp chắn sóng, chắn gió, ngăn nước biển xâm nhập mặn, bảo vệ hoa màu, nhà cửa, cuộc sống cho hàng ngàn hộ dân ở nhiều địa phương ven biển. Người dân sinh sống dọc ven biển cho biết, từ bao đời nay nhờ có rừng cây phi lao phòng hộ được che chở ngoài bờ biển nên cuộc sống sản xuất của họ mới được yên bình. Nhưng giờ đây, rừng phòng hộ bị tan nát, hoang tàn, cuộc sống của họ ngày càng thấp thỏm, lo lắng nhiều hơn. Nhất là mỗi khi mưa bão về, gió biển sẽ xoáy thẳng vào nhà dân, gây hư hại nhà cửa và hoa màu. Rất mong chính quyền các cấp sớm khảo sát đầu tư kinh phí để triển khai các phương án trồng bổ sung, phục hồi lại rừng phòng hộ, góp phần bảo vệ cuộc sống, sản xuất ổn định lâu dài cho người dân vùng ven biển. Hàng chục cây bạch tùng hơn 100 tuổi đã bị cưa hạ tan tác như thế này. Vị trí rừng bị phá là lô B2, khoảnh 2, tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây là lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Rất nhiều cây bạch tùng có đường kính từ 60 đến 100cm bị cưa hạ nằm ngổn ngang. Những kẻ phá rừng ngang nhiên dùng máy xẻ gỗ ngay tại rừng. Họ chỉ lấy phần lõi gỗ hộp đưa ra khỏi rừng để bán.
tại tiểu khu 240 vẫn còn lại nhiều miếng bìa gỗ dày hơn 10 cm. Điều đặc biệt là từ khu vực này, những kẻ phá rừng dùng xe máy, xe gắn xích để vận chuyển bằng con đường mòn độc đạo đến thôn 5 và thôn R Hang Trụ, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, bán cho ông Nguyễn Văn Tuyến, tổ trưởng nhận khoán bảo vệ rừng. Bước đầu thì chúng tôi qua khám nghiệm hiện trường thì xác định là có 7 cây gỗ bạch tùng và 4 cây gỗ re là bị khai thác trái phép, khối lượng trên 20 mét khối. Hiện nay là chúng tôi đã lập biên bản và làm hồ sơ đã xong để ra quyết định trong vụ án. Đây là đối tượng là rừng sản xuất, rừng tự nhiên, là rừng sản xuất không được phép khai thác. Đây là khai thác trái phép. Theo quy định thì đối với việc mà khai thác trái phép từ rừng tự nhiên là rừng sản xuất thì theo quy định thì từ trên 10 mét khối thì chúng tôi phải khởi tố vụ án. Đối với trường hợp này thì chúng tôi sẽ khởi tố vụ án. Khi tiến hành kiểm tra khu vực vườn cà phê của ông Nguyễn Văn Tuyến, 54 tuổi, ở thôn R Hang Trụ, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, phát hiện có hơn 1,3 mét khối gỗ bạch tùng. Bước đầu ông Tuyến khai nhận mua số gỗ bạch tùng của Bùi Minh Chí, còn gọi là Chí Phương, 38 tuổi, ở thôn R Hang Trụ. Mỗi tuần một lần, ông Phan Biểu Ngạn lại cùng với những người nông dân khác đi thu nhặt những vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, bỏ vào thùng xi măng được lắp đặt ở ven đường. Công việc trên đã được thực hiện từ 3 tháng trước. Đến nay, phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện môi trường nông thôn tại khu vực này. Thấy nó dơ với nó ô nhiễm môi trường, nhất là bao thuốc thực vật đó, nó thải ra môi trường, thì nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Mình đi gom cho nó sạch chút. Cái ban đầu thì nói chung bà con mình cũng chưa có nhận thức, sau làm lễ giao quân đó thì bà con thấy được làm cái này là nó rất có hữu ích. Bà con rất là đồng tình với bên cái ngành đoàn thể của mình. Bước đầu thực hiện không dễ dàng để thay đổi thói quen của nông dân. Tuy nhiên, với sự vận động từ đoàn thể địa phương cũng như sự lan tỏa từ phong trào, dần dần nhiều nông dân trong xã Phú Thuận A đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức. Rác thải nông nghiệp như vỏ chai không còn vứt bừa bãi mà thay vào đó đã được bỏ vào thùng đúng quy định, đảm bảo môi trường xung quanh và sức khỏe cho mọi người. Hiện tại, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự đã xây dựng nhà tập kết vỏ chai lọ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Theo định kỳ, rác sẽ được vận chuyển đi tiêu hủy, đảm bảo vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, đoàn thể địa phương cũng tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về việc bỏ rác thải đúng nơi quy định. Cái này cũng lâu rồi, nhưng mà cái này gom để tiêu biểu cho người ta thấy thôi, chứ người ta dân đi dai vô cho người ta thấy, người ta bắt chước để dai vô người ta thấy, người ta cũng làm trơn rồi. Còn lâu lâu có tuần lễ cái mình thấy gì mình đi làm lần. Chứ còn dai vô thì bà con người ta thấy ấy, cái mình thấy mình làm đó người ta cũng lấy bỏ theo mấy cái hố rác ở trơn rồi. Bên cạnh mô hình thu gom rác thải từ vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đang triển khai, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự còn được chọn để thực hiện mô hình ba sạch. Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch. Thực hiện mô hình này, nông dân trên địa bàn phải bố trí bếp ăn, nhà vệ sinh và nguồn nước phù hợp. Nếu có chuồng trại chăn nuôi, phải bố trí xa nhà ở, không xả thải ra nguồn nước. Các mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực, cải thiện môi trường sống ở nông thôn, mà còn góp phần lan tỏa nhận thức bảo vệ môi trường trong canh tác nông nghiệp của nông dân.